lòng mẹ bao dung biết mẹ hơn nhiều, con càng thấm sóng to như bao thao thức, từng giờ mẹ lo thương con dáng mẹ bơ phờ, đau lòng con ốm vật vờ lười ăn. Ôi lòng mẹ mênh mông, nói bao nhiêu là không nói gì, như Phật đã từ bi cả đời cho chứ chẳng khi nào đổi. Cho con tất cả niềm vui, cong lưng mẹ gánh nhọc nhằn đây. Tôi đã được đọc rất nhiều tập thơ của nhà thơ Phạm Như Vân, cũng là một nhà giáo ngày xưa. Tôi nghĩ với Như Vân, thơ như là một tiếng vọng của nỗi thao thức, như là một sự đối thoại với cuộc sống, hay là một sự tư vấn thường trực. Thì Như Vân đã vượt qua những khó khăn vô thường của đời sống để tìm ra một cách sống có ý nghĩa, gắn bó với những con chữ, với thơ, để trở về với những buồn vui đích thực của mình. Và khi trở về với chính mình cũng là lúc chị hướng về mẹ thân yêu. Đây là một đề tài lớn trong thơ của Như Vân. Đối với chị, mẹ như là một vị Phật gần gũi nhất của đời mình. Hương thơm vàng đỏ hoa hồng đâu bằng tình mẹ đượm nồng trong con. Chị Phạm Như Vân cũng đã hướng về Phật Pháp, tấm hồn đầy cả hương vị thiền, đầy cả sự bao dung rộng mở, tim như bản nhạc muôn lời, trải tâm hiểu đạo, gọi mời gần xa. Chị Phạm Như Vân đã sống với năng lượng tích cực nhất của mình để giữ lại cho chị nỗi lạc quan, yêu đời, tự tin, trẻ trung, và làm lan tỏa những điều ấy với rất nhiều lời reo vui trong thơ của mình. Trăng mờ lại tỏ cùng bao niềm vui, trăng già lại trẻ, ta thêm yêu đời. Phạm Như Vân vẫn còn tiếp tục sáng tác ở tuổi ngoài 80. Trong vị trí của một hội viên Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh và trong vị trí của một người yêu thơ nồng nàn, chuyên cần làm thơ, và nhiều khi chị đã từ phá vỡ, vượt qua những câu chữ cũ để chạm đến sự sáng tạo mới. Nói là Kim rất cảm động cho cái tình yêu thơ, tình yêu cuộc đời của chị Vân. Bởi vì cho tới bây giờ 83 tuổi mà trái tim chỉ còn nồng nàn như vậy. Vết thương lòng đã nhiều khi hóa đá, tim lại nảy mầm nên lại hát tình ca. Rất là nhiều cái đau thương trong cuộc đời, nhưng mà ở con người này Kim cảm thấy là tình yêu cuộc đời, tình yêu con người rất là nồng nàn về cái mái trường xưa, về mẹ mình, về con trai mình, khiến cho chị Như Vân lúc nào cũng có một trái tim rất là dang dọc và rất là dễ thương. Đặc biệt là những cái bài thơ viết về xuân. Hoa xuân lơi là đón chào, tuổi xuân sao nở ngọt ngào trôi đi. Chiều xuân cùn cuộn người tuông, dáng xuân lả lướt trên đường reo vui. Trà xuân thơm thoảng đầu môi, hương xuân gợi nhớ một thời xuân xanh.
ở trong tâm chị lúc nào cũng gợi nhớ lại tuổi trẻ và những chiều xuân rất là đáng yêu. Thành ra là những cái bài thơ của chị khiến cho người ta thấy một con người lúc nào cũng nồng nàn, có những cái bài thơ rất là ướt át. Và đặc biệt đó, chị còn những cái bài mà nhớ mẹ. Có nhiều người không thể nào viết nổi về mẹ mình, nhưng mà Như Vân cũng nói được về mẹ mình. Tết vắng bóng người, hoa lòng bỗng héo hon, sao con không được hát bài ca mừng tuổi mẹ. Khi nhắc tới cô giáo, khi nhắc tới trường xưa, chị nhà thơ Như Vân bao giờ cũng hồng tươi má lún, thơm tho đợi chờ. Những cái hình ảnh rất sáng trong của tuổi học trò chị vẫn giữ gìn được và cài vô được những bài thơ của mình, khiến cho người ta cảm thấy chung quanh chị rất là nhiều hình ảnh gợi nhớ và thân thương. Hình ảnh về Hà Nội, ta mang bao niềm say, tìm những phút giây thanh thản tâm hồn. Chẳng còn đi nữa giữa cô đơn, chẳng sợ cồn cào nỗi nhớ. Đường xưa, phố nhỏ, có chờ ta đến đó hát tình ca. Vẫn thấy còn e ấp những khóm hoa, nép bờ rào, đón chào, vẫy gọi. Vẫn lắng nghe từng viên đá sỏi, ngọt ngào hỏi chuyện yêu thương. Vẫn thấy thoảng thơm mùi hương xấu chín, bàn chân mình bị rỉ bước đi. Yêu mãi nụ cười sau mỗi mùa thi, mỗi kỳ nghỉ hè lại về trường, nóng lòng chờ khai giảng. Những ngày xưa cứ đếm năm đếm tháng, đếm từng nấc thang cuộc đời, ước thời gian mau trôi để chóng thành người lớn. Sao bây giờ cứ thấy lòng trộn rộn, lo tuổi xuân trôi qua từng ngày. Ta lại về Hà Nội tìm niềm say một thời tuổi trẻ. Như người ngủ mê tiếc nuối lạ lùng, Hà Nội ơi người có hiểu ta không? Lớn lên giữa lòng Hà Nội, bay đi khắp bốn phương trời, nay lại về tìm vị ngọt thơm môi. Quất hồng bì đang vào mùa chín mọng, ta lại về núp bóng Hồ Gươm, ta lại về hát với quê hương. Nhà thơ Như Vân, tôi hình dung là một gốc cây cổ thụ già, trải qua biết bao thời tiết tốt cũng như không tránh khỏi chịu đựng những thời tiết xấu, thậm chí khắc nghiệt. Tuy nhiên vẫn đâm chồi nảy lộc với một thái độ đam mê như những câu thơ chị đã viết. Những tê tái giữa đường, chân vấp ngã, vết thương lòng đã nhiều khi hóa đá, tim lại nảy mầm nên lại hát tình ca. Yêu mãi cuộc đời, yêu biết bao người và yêu cả thơ ta.